Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về câu trực tiếp và câu gián tiếp, hay trong tiếng Anh còn gọi là indirect hoặc là reported speech. Trước hết, như các bạn đã biết là trong bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về câu, cấu trúc câu và trật tự từ trong câu. Thì bây giờ chúng ta có một câu là I love you, có nghĩa là tôi yêu bạn. Và khi tôi lỡ nói câu này cho người bạn thân của mình, người bạn thân của mình lại đi kể với những người khác, anh ta sử dụng những câu như là tôi đã nói, anh ấy nói rằng anh yêu bạn. Và khi cái người bạn đó nhận được cái lời này cũng quay lại hỏi tôi là người ta nói là cậu yêu tớ có đúng không? Thì những cái câu nói lại lời của người khác như vậy chúng ta nói là câu trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là indirect hoặc reported speech. Thì các bạn hãy nhớ cho mình nha, câu trực tiếp và gián tiếp là một dạng câu trần thuật. Vậy trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu kiến thức ngữ pháp đầy đủ chi tiết nhất về câu trực tiếp gián tiếp. Trước hết, chúng là gì? Thứ hai, chính là phần quan trọng nhất ở trong kiến thức này là cách chúng ta chuyển một câu trực tiếp sang gián tiếp. Thứ ba là các dạng câu gián tiếp thường gặp. Và phần cuối cùng như thường lệ của chúng ta sẽ là phần bài tập. Ok, ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào câu trực tiếp. Gián tiếp là gì? Thì các bạn có thể nhìn thấy là gì? Ở trên này mình có một câu chuyện hết sức thú vị về một con mèo đi ăn cắp đồ ăn trong tủ lạnh. Và con mèo này thì đã vô tình bị An nhìn thấy. Cho nên nội dung câu chuyện này sẽ là An nhìn thấy một con mèo. Cô ấy đi kể với mọi người như sau. An, tôi thấy một con mèo đang ăn vụng. Sau khi nghe An nói cho mình, Hoa liền đi kể với người bạn của cô ấy. An nói rằng tôi thấy một con mèo đang ăn vụng. Nhưng có vẻ như là bạn của cô ấy không thèm quan tâm cái câu chuyện này, bởi vì một con mèo ăn vụng nó là chuyện bình thường. Thế cho nên là Hoa giận quá, bỏ đi thôi, nói chuyện với bà của mình cho nó ngon lành. Cô ấy nói với bà, An nói rằng cô ấy thấy một con mèo đang ăn vụng. Từ đó khi chúng ta tổng hợp lại tất cả các câu nói này, như vậy đối với những câu nói ở trên này chúng ta có thể đi rút ra một kết luận là gì? Câu mà Hoa nói là An nói rằng tôi thấy một con mèo đang ăn vụng chính là câu tường thuật trực tiếp. Còn trong trường hợp là Hoa nói với người bà của mình là An nói rằng cô ấy thấy một con mèo đang ăn vụng, thì các bạn sẽ thấy hầu hết nội dung của hai câu này tương đương nhau, nó chỉ khác về từ vựng, về cách thức chúng ta đảo ngôi. Do đó câu thứ hai này được gọi là câu tường thuật gián tiếp. Và để phân biệt rõ hơn chúng ta phải đi nhớ được cái kết luận như sau. Câu tường thuật trực tiếp ấy là nói chính xác điều ai đó diễn đạt, hay chúng ta còn gọi là trích dẫn. Vì thế cho nên lời nói của người nói ấy sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép. Ở đây bạn có thể thấy tôi thấy chấm 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 đang ăn vụng đấy ạ. Chúng ta được đặt trong dấu ngoặc kép. Thì đây chính là dấu hiệu nhận biết câu tường thuật trực tiếp. Còn câu tường thuật gián tiếp ấy là nói lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp theo văn phòng của người nói. Và trong câu gián tiếp thì chúng ta không dùng dấu ngoặc kép. Đồng thời bạn sẽ thấy trong câu trực tiếp và trong câu gián tiếp này, nếu ở trong tiếng Anh để dễ hiểu hơn thì chúng ta chỉ cần kết luận như sau. Câu trực tiếp là repeat the word spoken, là nhắc lại những gì người ta nói. Còn tường thuật gián tiếp là report the word spoken, báo cáo lại những gì người ta nói. Do đó, đây chính là sự phân biệt cơ bản và khác nhau giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp. Ồ, nếu như vậy ở đây chúng ta sẽ đặt ra một giả thiết nha, là làm thế nào để chuyển một câu trực tiếp sang gián tiếp, đúng không ạ? Tôi có một cái A và tôi muốn chuyển nó thành một cái A phẩy vẫn giữ nguyên nghĩa và không làm thay đổi tính chất của câu chuyện, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là gì? 6 bước nha. 6 bước này là cực kỳ quan trọng. Đồng thời mình đã cố gắng tổng hợp, phân tích và tạo ra từng bước một để chia sẻ cho các bạn dễ hiểu nhất. Cụ thể 6 bước này chính là 1. Xác định câu tường thuật. 2. Thay đổi từ tường thuật. 3. Là thay đổi
từ that. 4 là thay đổi đại từ nhân xưng hoặc là đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu. 5 là lùi thì hoặc là động từ khuyết thiếu. 6 là thay đổi thời gian và nơi chốn. Ngay sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết bước số 1. Đầu tiên chúng ta đi vào bước 1 là xác định câu tường thuật. Thì mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ của một cái câu trực tiếp direct speech như sau. He said to me, I am playing football with you now. Anh ấy nói với tôi đang chơi bóng đá với bạn bây giờ. Thì ở trong câu này, cái bước 1 là xác định câu tường thuật. Có nghĩa là gì? Phân tích các yếu tố theo cấu trúc ngữ pháp của cái câu trực tiếp này. Cụ thể như sau nhé. He ở đây chính là chủ ngữ. Said to của chúng ta chính là từ tường thuật đấy. Nói cái động từ của vế câu đầu tiên đấy. Từ me là tân ngữ. Đó. Tiếp theo đến câu trực tiếp đây này, trong ngoặc kép đây này. Thì chủ ngữ I ở đây chúng ta gọi là chủ ngữ ngôi số 1. Am playing chính là thì hiện tại tiếp diễn. Phần này chúng ta giữ nguyên. Còn you chính là ngôi thứ 2. Now chính là một cái nơi chốn về thời gian là time. Vì thế kết luận cơ bản ở trong bước 1 chính là chúng ta phải đi phân tích được cái câu trực tiếp của chúng ta có cấu trúc ngữ pháp trông như thế nào. Và thông thường ấy, trong câu trực tiếp của chúng ta sẽ có 3 dạng chính như sau nhé. Một ấy, là câu trực tiếp với dạng là khẳng định. Hai là câu trực tiếp dạng câu hỏi. Thì câu hỏi của chúng ta luôn luôn có hai dạng là yes no question và WH question. Và dạng thứ ba là câu trực tiếp với câu mệnh lệnh hoặc yêu cầu. Chúng ta sẽ xem một số ví dụ để bạn dễ hiểu hơn nhé. Ví dụ 1 đi, thì bạn sẽ thấy câu trên chính là một câu trực tiếp dạng khẳng định. Thế còn với dạng yes no question, ví dụ như là are you hungry? My father asked. Bố tôi hỏi. Mày có đói không? Còn dạng WH chính là how is the weather? My asked. Mày hỏi tôi thời tiết như thế nào? Thì bạn sẽ thấy WH hoặc là H chính là how. Và cuối cùng là câu mệnh lệnh hoặc yêu cầu, ví dụ open the door please, she said. Cô ấy nói rằng mày mở cửa giúp tao được không, làm ơn. Ok, thì trên đây chúng ta đã đi xong bước số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bước số 2 nhé, là thay đổi động từ. Như vậy, vẫn tiếp tục cái ví dụ trên nha. Tất cả các thành phần chúng ta đã phân tích được ra ở đây. Thì thay đổi động từ là gì? Đó chính là thay đổi về động từ tường thuật. Bạn sẽ thấy nha, ở câu trực tiếp chính là set to. Thì khi đổi sang câu gián tiếp chúng ta sẽ phải đổi thành told. Có nghĩa là chuyển từ động từ tường thuật dạng hiện tại sang một cái dạng ở quá khứ. Cụ thể hơn ấy, sẽ có rất nhiều động từ tường thuộc chính, nhưng chúng ta chỉ có hai từ sau là thường gặp, và trong bài này chúng ta sẽ tập trung vào hai từ này, đó là từ told và từ said. Từ told chúng ta sử dụng nó khi mà chúng ta thuộc lại rằng người đó nói với một người thứ ba khác, còn chúng ta sử dụng said khi chúng ta thuộc lại không nhắc đến người thứ ba. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là gì, chúng ta còn có các cái từ tường thuộc khác như là tell, say, ask, require hoặc Jenny. Ví dụ đây, ví dụ nhé, trực tiếp là said to thì gián tiếp sẽ là told. Trực tiếp là say thì gián tiếp sẽ là said. Told thì dĩ nhiên là chúng ta giữ nguyên told tại vì nó đang là quá khứ hết rồi. Ok, như vậy chúng ta đã đi xong phần số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần số 3 là thay đổi thêm ra. Thế nào là thay đổi thêm that? Thì chúng ta hãy tiếp tục đi vào cái phần ví dụ này. Bạn hãy để ý cho mình nhé. Trong câu trực tiếp ấy, chúng ta sẽ kết thúc bằng một dấu là phẩy, sau đó dấu ngoặc kép để bao bọc cái câu trực tiếp này. Thế thì khi đã chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ bỏ dấu phẩy và bỏ dấu ngoặc kép để nó không còn là câu trực tiếp. Cho nên ấy, cái chỗ này chúng ta sẽ phải thay bằng từ that. Và phía sau này dĩ nhiên là bỏ dấu ngoặc kép rồi.
Như vậy ở cái bước này chúng ta đã thêm từ that, và từ này nhỉ, mình để ở trong ngoặc kép có nghĩa là có thể có ở trong câu hoặc là không có cũng được. Nhưng thông thường bản thân mình khi sử dụng thì mình sẽ có từ that, nhất là khi mình viết email để liên hệ công việc. Ok ạ, như vậy chúng ta đã đi xong phần số 3 và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần số 4 là thay đổi đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu. Để cho dễ hiểu đi, tôi sẽ tiếp tục đi vào phần ví dụ này. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Ở trong câu này ấy, he said to me, anh ấy nói với tôi. Sau đó chúng ta đến phần trong ngoặc kép này. Thì các cái đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu ở trong ngoặc kép này này, chúng ta sẽ phải đổi chúng từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Ví dụ đi, chúng ta có đại từ nhân xưng I là ngôi thứ nhất chuyển thành he, và you là ngôi thứ hai chuyển thành me ở trong câu gián tiếp. Như vậy câu hỏi của bạn là làm nào để tôi chuyển đúng đúng không ạ? Thì rất may cho chúng ta là chúng ta đã có một cái bản tổng hợp như bên dưới đây. Ví dụ câu trực tiếp là I thì chúng ta có thể chuyển thành là she hoặc he. Làm thế nào để tôi biết là chuyển thành she hay he ạ? Thì nó phải dựa vào bối cảnh của câu nói. Ví dụ đi, tôi sẽ phân tích lại cái câu này cho bạn nhé. He said to me, anh ấy nói với tôi. I am playing football with you now. Tôi đang chơi bóng đá với bạn bây giờ. Vậy thì anh ấy nói với tôi. Tôi đang chơi bóng đá. Tức là I này chính là anh ấy đấy ạ. Anh ấy đang chơi bóng đá với bạn. Bạn ở đây chính là tôi đây này. Cho nên vì sao chúng ta chuyển sang gián tiếp sẽ là me. Ok ạ. Do đó ví dụ như you này chúng ta có thể chuyển thành là I, she, he hoặc they hoặc là me. Ví dụ như là myself chúng ta có thể chuyển thành là himself hoặc là herself, phụ thuộc vào bối cảnh. Còn tính từ sở hữu ví dụ như là our là của chúng tôi thì chúng ta phải chuyển thành là they của họ. Ok ạ, hoặc là me thì chúng ta chuyển thành là him hoặc her, hoặc là my của tôi thì sẽ chuyển thành là his hoặc hers của anh ấy hoặc của cô ấy. Như vậy đây chính là bước số 4 nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước số 5 đây, là tiến hành lùi thì và nếu ở trong câu có động từ khuyết thiếu thì chúng ta cũng sẽ phải lùi động từ khuyết thiếu. Cụ thể hơn nha, vẫn tiếp tục là cái ví dụ trên cho nó dễ ăn, dễ chơi, dễ ngủ đi, bởi vì chúng ta đã đi xuyên suốt với nó rồi. Ở trong câu này các bạn sẽ để ý cho mình một cái như sau ạ. Thì của chúng ta ấy, cái đầu tiên lùi thì tức là chúng ta lùi động từ tường thuộc ở phía trước, thì ở đây chúng ta đã chuyển thành là thâu đúng không ạ? Phần tiếp theo chúng ta quan trọng hơn là chúng ta lùi thì ở trong câu trực tiếp trong ngoặc kép này này. Thì bạn sẽ thấy là am playing có nghĩa là thì hiện tại tiếp diễn. Thì lùi thì có nghĩa là như thế nào? Là chúng ta sẽ phải lùi xuống một thì, tức là từ hiện tại tiếp diễn chuyển thành quá khứ tiếp diễn. Do đó rất là dễ nhớ ở trong câu gián tiếp, đó là nó luôn luôn lùi một thì so với lại câu trực tiếp. Tất nhiên là sẽ có một số ngoại lệ. Một chút nữa mình sẽ nói cho các bạn một số ngoại lệ, nhưng nó là không nhiều. Do đó dựa theo cách hiểu này, từ am playing chúng ta sẽ chuyển thành là was playing, tức là hiện tại tiếp diễn thành quá khứ tiếp diễn. Ok, vậy những cái ngoại lệ như nào thì chúng ta sẽ xem xét những cái phần ở dưới này nha. Nếu mà là câu trực tiếp ấy, thứ nhất là các cái dạng thì hiện tại đi, thì rất đơn giản thôi ạ, chúng ta chuyển hết nó về thì quá khứ, tức là lùi một thì rồi. Còn các cái dạng quá khứ thì chúng ta vẫn lùi ở trong quá khứ nhưng lùi nhiều hơn nha. Ví dụ như là quá khứ đơn giản đúng không, thì chuyển thành quá khứ hoàn thành. Quá khứ tiếp diễn chuyển thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Còn quá khứ hoàn thành dĩ nhiên là vẫn phải giữ nguyên nó, bởi vì đâu có lùi này nữa đâu ạ, nó kết thúc ở đây rồi đúng không? Vậy đến đây mình sẽ đặt ra một câu hỏi cho các bạn nha, là tại sao chúng ta lại lùi thì? Đó, nếu như bình thường ấy, chúng ta không nghiên cứu kỹ hoặc là người giảng không chia sẻ cho chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ máy móc là
Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì chúng ta phải lùi một thì. Nhưng cái lùi thì này nó không phải là tự dưng chúng ta lùi để hai câu nó khác nhau đâu. Bạn hãy nhớ cho mình, khi mà chúng ta muốn nói lại một cái gì đó, thế thì cái sự việc đó chắc chắn là phải kết thúc rồi. Có nghĩa là lúc mình nói này, cái việc đấy nó không diễn ra nữa. Cho nên hiển nhiên nó phải là chuyện ở quá khứ. Vì thế đó là lý do vì sao mình đang nói ở hiện tại gián tiếp, nhưng nội dung của mình lại nói bằng quá khứ, để người ta hiểu là à, cái việc này đã kết thúc rồi và giờ mình chỉ đang được nghe người ta nói lại thôi. Ngay lúc người ta đang nói, tất cả những cái việc đó đã kết thúc trong quá khứ. Đây chính là cái vấn đề tại sao lại lùi thì. Như vậy nếu ở tương lai thì sao? Đây nhá, mình sẽ chỉ các bạn. Ở trong tương lai, chúng ta sẽ để ý nhé, tương lai là will hoặc saw, thì chúng ta sẽ lùi về dạng tương lai quá khứ. Cụ thể là will, saw, chúng ta chuyển thành là would hoặc là should. Và các cái động từ phía sau là chúng ta giữ nguyên. Vậy cái này người ta gọi là thì tương lai trong quá khứ. Thế còn tương lai gần thì sao ạ? Chính là is am are going to verb be infinitive, động từ nguyên thể. Thì chúng ta cũng như vậy thôi, chuyển về là tương lai trong quá khứ chính là were was going to verb. Phần tiếp theo ạ, cái trong bước 5 này mình có nói về động từ khuyết thiếu. Thì động từ khuyết thiếu là những cái động từ như là can, could, may, must. Đó, thì đây chính là động từ khuyết thiếu. Saw, can, may, chúng ta chuyển thành là should, could, might. Should, could, might, would, must. Thì dĩ nhiên là những cái từ này đã ở quá khứ rồi, nên là chúng ta phải giữ nguyên nó, bởi vì không có lùi được nữa. Như vậy nguyên tắc ở đây là chúng ta phải lùi một thì, nhưng nếu nó đã ở những cái thì mà không thể lùi được nữa thì giữ nguyên nó. Ok, chúng ta đã tìm hiểu xong phần số 5. Tiếp theo chúng ta đi sang phần số 6, tức là cái bước cuối cùng này, đó chính là thay đổi thời gian và nơi chốn. Ví dụ đi, trong cái ví dụ này chúng ta đã phân tích ấy, thì bạn sẽ tìm cho tôi cái từ chỉ về thời gian đi. Đó chính là từ now, cho nên đây chính là thời gian. Và khi chúng ta chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp ấy, thì chúng ta phải thay đổi về thời gian và nơi chốn. Cụ thể ví dụ now là thời gian, chúng ta phải chuyển thành là then. Vậy làm thế nào để chúng ta biết được đúng không ạ? Rất may mắn, tiếp theo của chúng ta là chúng ta lại có một bản tổng hợp. Đây ạ, ở trong câu trực tiếp và trong câu gián tiếp, here chúng ta chuyển thành there, now, then, today, that day, yesterday là the previous day hoặc là the day before, tomorrow là the following day hoặc next day. Bởi vì sao? Tomorrow là ngày mai. Ngày mai thì the following day có nghĩa là ngày hôm sau đó. Hoặc là the next day chính là ngày tiếp theo. Thì hai cái từ này nó sẽ tương đương với nhau. Nếu mà hiểu một cách đơn giản thì chúng là những từ đồng nghĩa. Tương tự như vậy, yesterday là ngày hôm qua, thì the previous day là ngày trước đó, hoặc the day before là một ngày trước đó. Đó, ngày hôm qua với lại một ngày trước đó thì về bản chất là nó tương đương nhau, đúng không? Về nghĩa của nó là giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau về chữ viết, cách nói. Tiếp theo, những cái từ như là ago thì chúng ta chuyển thành là before, last thì là the previous, next là the following, this, that, the, those. Vì thế bạn phải nhớ được những cái từ này cho mình nha. Để nhớ được thì thật ra cũng không cần máy móc. Nếu mà chúng ta hiểu được nghĩa của những từ này thì đấy, như mình nói rất là đơn giản thôi. Next, tiếp theo có nghĩa là the following, có nghĩa là ngày sau đó, ngày theo sau đó. Cho nên là chúng ta sẽ nhớ ngay thôi. Cuối cùng đi ạ, mình sẽ đi tổng hợp toàn bộ câu trực tiếp sang câu gián tiếp của cái ví dụ này nha. Trực tiếp là he said to me, I am playing football with you now. Khi chúng ta chuyển hoàn toàn sang gián tiếp sẽ là he told me that
"You were playing football with me then." Đây ạ, thì đây chính là cái bản tổng hợp mình đã viết lại đây. He, chúng ta giữ nguyên nha, vì nó không ở trong một kép nha. Said to chính là động từ tường thuộc chuyển thành told. Me, chúng ta cũng giữ nguyên là me, đây ạ, me đây, chúng ta giữ nguyên nha. Tiếp theo, dấu phẩy ngoặc kép chúng ta chuyển thành that. Đó, phẩy ngoặc kép này, chúng ta đã bỏ này, bỏ, bạn thấy chưa, gián tiếp hết rồi. Và chúng ta có từ that. I chuyển thành he, đây ạ, I, he. And playing chuyển thành was playing football with sự nguyên này. You chuyển thành me, now chuyển thành then. Vì thế chúng ta đã hoàn thành xong được các bước lần lượt để chuyển cái câu này thành một câu gián tiếp. Bạn hãy ghi chép các cái bước và phần ví dụ mình đưa ra này nha. Qua đó bạn sẽ học một cái hiểu ngay câu gián tiếp. Ok, phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các sản câu gián tiếp thường gặp. Như mình đã trình bày với các bạn lúc ban đầu ấy, bởi vì câu trực tiếp của chúng ta có 3 dạng câu chính, cho nên suy ra gián tiếp của chúng ta cũng sẽ ăn theo nó, tức là có 3 dạng chính. Cụ thể, với dạng câu gián tiếp số 1 là dạng khẳng định, và dạng gián tiếp số 2 là dạng câu hỏi yes no question hoặc là WS question, và cuối cùng là câu gián tiếp với câu là mệnh lệnh hoặc yêu cầu. Lấy ví dụ đi, khẳng định nhá. Bing told me my girlfriend will come here to visit me tomorrow. Mình nói với tôi, bạn gái của tôi sẽ đến thăm tôi ngày mai. Thì chuyển sang gián tiếp chúng ta sẽ được câu là Bing told me. Đó, told. Chúng ta giữ nguyên nó tại vì nó đã là quá khứ rồi. Còn từ Minh và từ me này, ngoài dấu ngoặc kép này, hiểu đơn giản là chúng ta giữ nguyên nha. Đây, chúng ta bắt đầu thay đổi trong ngoặc kép nha. Bỏ ngoặc kép này, bỏ hai chấm này, hoặc là dấu phẩy cũng có thể tương tự được nha. Tùy câu người ta viết hai chấm hoặc dấu phẩy, chúng ta sẽ chuyển thành là that. Tiếp theo, my girlfriend là bạn gái của tôi. Bạn gái của tôi này, thật ra nó là bạn gái của Minh này này, cho nên khi nói gián tiếp chúng ta không thể nói là my girlfriend được. Nếu chúng ta nói thế thì chẳng khác gì là chúng ta đã cướp bạn gái của mình hoặc nhận vơ, đúng không? Cho nên chúng ta nói thế là bị hiểu lầm ý ngay, bị ăn đấm đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ phải nói là his girlfriend, tức là bạn gái của anh ấy sẽ đến thăm anh ấy ở vào ngày mai, là the following day. Vậy đây chính là câu gián tiếp với dạng khẳng định nha. Tiếp theo, câu gián tiếp với dạng là yes no question. Thì đây chúng ta có bước chuyển đơn giản như sau. Bước 1 là chúng ta thêm if hoặc là whether trước câu hỏi. Và thứ hai, chúng ta đổi lại vị trí của chủ ngữ và động từ trong câu. Ví dụ đi, câu trực tiếp là are you hungry? My father asked. Thì chúng ta đổi gián tiếp sẽ là my father asked if. Đó, thêm if hoặc whether trước câu hỏi. I was hungry. Tôi có đói không? Tiếp theo, WS question nha. Thì chúng ta sẽ có công thức chung như sau ạ, là chủ ngữ cộng ask, wonder, wanted to know, trong đó WS chủ ngữ và vị ngữ nha. Ví dụ, how is the weather? My ask. Đây là câu trực tiếp. Khi chuyển sang gián tiếp chúng ta sẽ nói là my aunt. Đó, how the weather was. Thì was chính là động từ to be. Weather ở đây chính là chủ ngữ này. How chính là WS question đó. Còn từ ask là đây ạ, chủ ngữ cộng ask. Tiếp theo, câu gián tiếp đối với câu mệnh lệnh và câu yêu cầu. Thì chúng ta có hai công thức như sau nha. Là chủ ngữ đến ask hoặc told, require hoặc required hoặc demanded. Sau đó đến tân ngữ có thể có dạng phủ định nha, to verb. Hoặc là chủ ngữ ordered somebody to do something. Thì đây chính là câu gián tiếp với mệnh lệnh và yêu cầu. Ví dụ cho dễ hiểu đi. Open the door please, she said. Cô ấy nói, mở cửa giúp tôi làm ơn. Khi chuyển sang gián tiếp sẽ là she told me to open the door. Đấy, cô ấy nói với tôi
mở cửa. Tại vì sao ạ? Tại vì câu trên cô ấy đang chỉ tay vào mặt tôi để nhờ tôi giúp đỡ, cho nên là câu dưới chúng ta sẽ phải là me to open the door, nghĩa là tôi đi mở cửa, cô ấy nhờ tôi đi mở cửa. Đó, thì từ trực tiếp sang gián tiếp chúng ta sẽ đổi một chút về thứ tự ngồi thì, về vị trí thời gian đúng không ạ? Về động từ tường thuộc. Theo 6 cái bước đơn giản mà mình đã chia sẻ ở phía trên đó. Thì phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần bài tập về câu trực tiếp hoặc gián tiếp. Thì muốn làm tốt phần bài tập câu trực tiếp và gián tiếp, các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ 6 cái bước chuyển trên. Và điều quan trọng nhất không chỉ là cấu trúc ngữ pháp, mà bạn phải hiểu được ngữ cảnh của câu nói trực tiếp. Từ đó bạn sẽ chuyển sang câu gián tiếp một cách hết sức là đơn giản. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn. Ok, chúc các bạn học tập tốt. Nếu thấy hay hãy like, share, đăng ký kênh của mình để có thể tiếp tục học những kiến thức ngữ pháp thú vị khác. Xin cảm ơn. Thank you. Nhớ theo dõi phần bài tập nhé. Thank you.